Thưa quý vị, Forbes vừa lần đầu cho ra mắt danh sách 100 startup và công ty nhỏ đáng mong đợi ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Không ngạc nhiên khi Ấn Độ và Singapore thống trị danh sách này với lần lượt có 22 và 19 startup góp mặt. Việt Nam được đánh giá là thị trường khởi nghiệp mới nổi, đóng góp 4 cái tên là Huzin, Logivan, Logi và Med247. Trong các CEO của 4 cái tên nói trên, CEO Logi Nguyễn Hoàng Trung và CEO Logi Vận Linh Phạm đều từng lọt vào 30 Under 30 của Forbes châu Á trong năm 2017 và 2020. Trong khi đó, Startup Housing hoạt động trong lĩnh vực tài chính bất động sản, cung cấp đánh giá, công cụ, tính giá và tùy chọn thanh toán kỹ thuật số để tăng tốc độ cho thuê và bán tài sản, đạt doanh thu 1,1 triệu đô vào năm 2020. Med247 hoạt động công nghệ sinh học, cung cấp dịch vụ chăm sóc 24/24 theo hướng công nghệ. Hai cái tên là Logivận và Logi, quen mặt hơn với người dùng Việt Nam. Với Logi, Logship của họ đang cạnh tranh với đối thủ khổng lồ như Grab. Còn Logivận thì cung cấp vị trí và cho thuê các tài xế xe tải, đang là đối tác của Coca-Cola, Winmar tại Việt Nam. Cả bốn cái tên kể trên đều có những bước tiến vững vàng trong bối cảnh Covid-19. Từ tháng 8 năm nay, kết quả đo kiểm hàng tuần chất lượng Internet Việt Nam qua trải nghiệm người dùng sẽ được công bố trên website của Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông. Cũng theo đơn vị này, nguồn số liệu nói trên được Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC thống kê, phân tích từ hệ thống của VNNIC Internet Speed. Các phép đo kiểm này có khả năng phân tích năng lực của nhà mạng, đồng thời đánh giá từ dữ liệu của người dùng để có thể cung cấp chi tiết về trải nghiệm thực tế, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Hacker với nickname Chun Song đang rao bán nhiều dữ liệu của tập đoàn BKAV với giá 290.000 đô, yêu cầu giao dịch bằng đồng coin Moreno, tên mã là XMR, để bảo mật danh tính. Nhân vật ẩn danh này còn đề nghị chỉ giao dịch khi nhận được coin Moreno chuyển trước do có quá nhiều người hỏi giá từng phần dữ liệu và tò mò. Gần đây, đồng Moreno được các hacker ưa chuộng vì giao dịch được giấu kín và kể cả người gửi, người nhận và số tiền trao đổi. Sở thuế Liên bang Mỹ cũng trao thưởng hơn 600.000 đô la Mỹ cho bất cứ công ty nào thiết kế truy vết được Moreno. BKAV hiện xác nhận cơ quan chức năng sẽ vào cuộc trong vụ việc lần này. Now sắp đổi tên thành Shopee Food hay Mi Mix 4 trở lại với camera ẩn dưới màn hình sau 3 năm im hơi lặng tiếng là những thông tin nổi bật sẽ tiếp nối ngay sau đây. Theo thông báo của Shopee, ứng dụng giao đồ ăn Now sẽ chính thức đổi tên thành Shopee Food từ ngày 18 tháng 8. Bên cạnh đó, dịch vụ Nowship sẽ đổi tên thành Shopee Express Instant. Động thái này cho thấy tập đoàn Sea đang nắm giữ 82% cổ phần Foodie về ứng dụng Now, có tham vọng đồng nhất về mặt thương hiệu với các dịch vụ đang triển khai tại Việt Nam, cùng với đó là mở rộng mạng lưới thanh toán cho ví Shopee Pay, tiền thân là ví AirPay. Hôm nay 11 tháng 8, tập đoàn Sea sở hữu thương hiệu Shopee và Garena Việt Nam đã trao tặng cho thành phố Hồ Chí Minh 500 máy tạo khí oxy, 20.000 bộ đồ bảo hộ cấp 4, 400.000 khẩu trang N95, 20.000 bộ van điều áp bình oxy cùng 5.000 bình oxy 40 lít với tổng trị giá lên đến 42 tỷ đồng. Đây là hoạt động của Shopee và Garena Việt Nam để hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa Telehealth do Viettel thiết lập đang phát huy hiệu quả trong bối cảnh diễn biến dịch phức tạp với hàng ngàn ca hội chẩn từ xa. Theo báo cáo, thông qua nền tảng này, các cơ sở y tế đã thực hiện 120 buổi hội chẩn cho hơn 1.800 ca bệnh COVID-19 chuyển biến nặng, giúp xử lý kịp thời và tận dụng được thời điểm vàng để chữa trị cho các bệnh nhân. Đến nay, sau hơn một năm triển khai, từ tháng 4 năm 2020, nền tảng khám chữa bệnh từ xa đã có hơn 200 bệnh viện thường xuyên tham gia hội chẩn với gần 600 buổi hội chẩn. Hơn 200 buổi đào tạo chuyên môn đã được tổ chức, 35 ca tư vấn phẫu thuật từ xa, hơn 1.600 hồ sơ bệnh án được gửi lên hệ thống. Token PSG Fan, loại tiền mã hóa được phát hành do người hâm mộ đội bóng Paris Saint-Germain, đã tăng giá mạnh và lập mốc cao nhất mọi thời đại sau khi Lionel Messi chính thức gia nhập đội bóng này. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, token PSG bắt đầu tăng trưởng từ khuya ngày 5 tháng 8 ở mức giá là 21,9 đô la Mỹ ngay sau khi Barca công bố Messi sẽ không ký tiếp hợp đồng. Tối 10 tháng 8, sau khi Paris Saint-Germain chính thức xác nhận Messi sẽ gia nhập đội bóng, PSG tăng trưởng mạnh và lập đỉnh 61,5 đô la Mỹ, tức là gần gấp 3 lần trước khi Messi chia tay Barcelona. Tuy nhiên, sau đợt tăng trưởng mạnh, fan PSG token đã giảm đáng kể. Hiện đồng tiền mã hóa này đang được giao dịch ở mức 45,6 đô la Mỹ
vào sáng ngày 11 tháng 8. Hàng loạt địa phương trên cả nước đã quyết định kéo dài thời gian áp dụng chỉ thị 16. Trong bối cảnh này, từng gia đình đều có nhu cầu được đảm bảo các hàng hóa thiết yếu cho cuộc sống và các sàn thương mại điện tử cùng với các doanh nghiệp bưu chính đã cho thấy vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa để không bị đứt gãy nhờ chuyển đổi số nhanh và mạnh mẽ. Đây cũng là nội dung mà Hashtag 247 ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị. Một ngày làm việc của anh Thạch bắt đầu như vậy. Hôm nay anh cần giao khoảng 50 đơn hàng. Một phần không nhỏ trong số đó là thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Đương nhiên là cũng vất vả hơn một chút rồi. Để cho hàng hóa nhu yếu phẩm đến tay người dân để người dân không phải ra đường. Anh Huy có thói quen mua sắm qua các sàn thương mại điện tử. Nhất là mùa dịch, đây là phương thức cứu cánh, đáp ứng nhu cầu về thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Đồng thời giúp anh hạn chế việc phải ra đường. Tính tiện lợi nhất của vỏ sò là những cái sản phẩm địa phương ấy, thì đa phần là đều là những sản phẩm ô cốp 5 sao và mình thì cũng rất là quan tâm đến cái chất lượng của các sản phẩm đấy. Mỗi ngày, lượng rau củ tiêu thụ qua hệ thống của Viettelpost và sàn vỏ sò đạt con số 300 tấn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này thậm chí còn mở 34 điểm cung cấp thực phẩm, rau củ quả và các nhu yếu phẩm tại các bưu cục thuộc 18 quận huyện với giá thấp hơn hoặc bằng giá bán được quy định. Cùng với đó, việc đảm bảo an toàn sức khỏe với nguyên tắc 5K luôn được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu để giúp hàng hóa được lưu thông thông suốt. Tất cả những nhân viên tuyến đầu của chúng tôi cũng đã được tiêm vaccine mũi 1. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ 19 tỉnh phía Nam tiêu thụ hàng hóa nông sản trong cái thời kỳ dịch bệnh này khi mà chúng tôi đã được phân phối luồng xanh có mã QR và được tiêm vaccine. Trên sàn vỏ sò và Postmart hiện đã có 3.000 gian hàng của các hộ nông dân 19 tỉnh thành phía Nam với các nông sản đặc sản như nhãn, thanh long, mít, dừa, gạo được xúc tiến để tiêu thụ tại chính địa phương và địa bàn các tỉnh thành khác tùy vào tình hình thực tế. Thống kê tới sáng ngày 9 tháng 8, 5 doanh nghiệp bưu chính gồm Vietnampost, Viettelpost, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm và Netco đã cung cấp hơn 16.200 tấn hàng hóa thiết yếu cho người dân các tỉnh thành đang giãn cách với giá trị gần 500 tỷ đồng. Trên cả nước, các doanh nghiệp bưu chính cũng đã thiết lập hơn 3.960 điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu. Thưa quý vị, lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang tiêu thụ trong nước vượt xuất khẩu với hơn 126.500 tấn, chiếm khoảng 58% tổng sản lượng. Bên cạnh việc đẩy mạnh tiêu thụ qua phương thức truyền thống, kết quả này cũng có được nhờ việc xúc tiến triển khai kênh phân phối qua các sàn thương mại điện tử và mạng lưới chuyển phát logistics trong nước. Vào thời điểm khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, có rất nhiều hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là các loại nông sản hoa quả cần được lưu thông và tiêu thụ giai đoạn này như nhãn lồng Hưng Yên, na Lạng Sơn, bơ và sầu riêng Đắk Lắk. Và tiếp theo Hashtag 247 ngày hôm nay, phóng viên của chương trình sẽ có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương xoay quanh vấn đề này. Xin cảm ơn bà đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của VTC1. Được biết, ngay từ đầu tháng 6, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã trình lãnh đạo Bộ Công Thương ra quyết định số 1545 về kế hoạch thực hiện theo chỉ thị 07 và 08 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương trong bối cảnh mà dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Bà có thể cho biết quyết định này có những nội dung đáng chú ý nào ạ? Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa các quý vị, quyết định được ban hành thì vừa đạt được mục tiêu là quyết liệt phòng chống dịch bệnh và vừa tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển lưu thông hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử và từng bước thì hướng tới xuất khẩu thông qua thương mại điện tử. Kế hoạch triển khai 4 cái nhóm nhiệm vụ cụ thể. Thứ nhất là ưu tiên hiển thị nhu yếu phẩm và đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm địa phương trên các sàn thương mại điện tử. Thứ hai là hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ nông dân phân phối nông sản qua thương mại điện tử. Thứ ba nữa là tăng cường phối hợp với các bộ ngành và các đơn vị liên quan truyền thông quảng bá các mặt hàng nông sản, thực phẩm, đặc sản địa phương trên các phương tiện truyền thông đa kênh. Và cuối cùng thì là tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, ở các địa phương thực hiện chỉ thị 16 xuất hiện nhiều khó khăn khi lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa nông sản, thực phẩm tươi sống có thể bị hư hỏng. Vấn đề này đã được tháo gỡ ra sao thưa bà? Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cũng đã khẩn trương làm việc với các sàn thương mại điện tử lớn để lên phương án chuẩn bị tốt cái nguồn cung hàng hóa. Cục thì đã sớm có công văn báo cáo Ban chỉ đạo Bộ Công Thương
đồng thời là gửi Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hà Nội và các thành phố về việc là duy trì logistics thương mại điện tử, duy trì shipper thương mại điện tử. Chúng tôi cũng đề nghị các Sở Công Thương phối hợp với cả các đơn vị liên quan tại địa phương để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố nghiên cứu và tổ chức các cái điểm giao nhận hàng hóa thương mại điện tử, ví dụ như là tại các trường học này, hoặc là Ủy ban Nhân dân phường, xã, hoặc là các cái điểm lưu chính vẫn đảm bảo được lưu thông hàng hóa để phục vụ người dân. Xin bà cho biết chương trình gian hàng Việt trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử được cục triển khai hiện đã có những kết quả như thế nào cho tới thời điểm này? Đặc biệt là năm 2021 thì với sự vào cuộc đồng bộ của các sàn thương mại điện tử lớn thì cái việc phân phối qua thương mại điện tử các sản phẩm nông sản nói chung mà như thời gian qua là đặc sản vải Hải Dương, vải Bắc Giang và hiện nay là nhãn lồng Hưng Yên cũng đang được đẩy mạnh tiêu thụ trên gian hàng Việt trực tuyến quốc gia này. Và tôi có thể kể đến một số những cái chương trình tiêu biểu từ đầu năm đến nay đã triển khai như là chương trình ngày đặc sản Sơn La, chương trình ngày hội dừa quê hương Bến Tre. Tại các cái chương trình này thì trên 3.000 đơn hàng đã được tiêu thụ, và đặc biệt nhất là cái chương trình chọn nông sản Việt do sàn thương mại điện tử Sen Đỏ tổ chức thì đã kết nối trực tiếp với các nhà vườn thì đã có khoảng 200 tấn nông sản được tiêu thụ và giao tới tay người tiêu dùng. Và đặc biệt là năm nay thì cũng là năm đầu tiên một cái sàn thương mại điện tử của Việt Nam đã xuất khẩu được 3 tấn vải Bắc Giang qua thương mại điện tử và góp phần vào cái số lượng chung 9.000 tấn vải thiều và khoảng 1 triệu đơn hàng đã được phân phối tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử lớn. Chúng tôi thì cũng sẽ tiếp tục triển khai cái hoạt động này từ nay đến cuối năm. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà đã tham gia cuộc trao đổi với VTC1.